18 phẩm tướng không. Bấy giờ cụ thọ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, đại Bồ Tát bất thối chuyển thành tựu công đức rộng lớn thật hy hữu. Bạch Thế Tôn, các tướng trạng của đại Bồ Tát bất thối chuyển giảng nói nhiều hàng hà sa số kiếp, do Đức Phật đã nói về các tướng trạng chỉ rõ sự thành tựu vô lượng công đức thù thắng của đại Bồ Tát bất thối chuyển. Cú xin Đức Như Lai ứng chánh đẳng giác giảng lại nghĩa xứ tương ưng bát nhã ba la mật đa sâu xa để các Bồ Tát được an trụ trong ấy và tu các công đức mau chóng được viên mãn. Phật dạy: Này thiện hiện, hay thay, nay ông mới có thể vì các chúng đại Bồ Tát thỉnh hỏi Đức Như Lai ứng chánh đẳng giác nghĩa xứ tương ưng bát nhã ba la mật đa sâu xa để các Bồ Tát được an trụ trong ấy và tu các công đức mau chóng được viên mãn. Thiện hiện nên biết nghĩa xứ tương ưng bát nhã và là mật đa sâu xa đó là không vô tướng vô nguyện, vô tác vô sanh vô diệt, không có vắng lặng lìa nhiễm niết bàn. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, chỉ có pháp này được gọi là nghĩa xứ tương ưng bát nhã ba la mật đa sâu xa, hay tất cả pháp đều được gọi là nghĩa xứ tương ưng bát nhã ba la mật đa sâu xa? Phật dạy: Này thiện hiện, tất cả các pháp cũng được gọi là nghĩa xứ tương ưng bát nhã ba la mật đa sâu xa. Vì sao? Vì tất cả sắc thọ tưởng hành thức cũng được gọi là nghĩa xứ tương ưng bát nhã ba la mật đa sâu xa. Thiện hiện, vì sao nói tất cả sắc thọ tưởng hành thức cũng được gọi là nghĩa xứ tương ưng bát nhã ba la mật đa sâu xa? Thiện hiện nên biết, như trần như sâu xa nên sắc sâu xa, như trần như sâu xa nên thọ tưởng hành thức cũng sâu xa. Thế nên tất cả sắc thọ tưởng hành thức được gọi là nghĩa xứ tương ưng bát nhã ba la mật đa sâu xa. Này thiện hiện, như trần như của sắc sâu xa nên sắc cũng sâu xa, như trần như thọ tưởng hành thức sâu xa nên thọ tưởng hành thức cũng sâu xa. Thế nên tất cả sắc thọ tưởng hành thức cũng được gọi là nghĩa xứ tương ưng bát nhã ba la mật đa sâu xa. Này thiện hiện, nếu xứ không có sắc gọi là sắc sâu xa, nếu xứ không có thọ tưởng hành thức gọi là thọ tưởng hành thức sâu xa. Thế nên tất cả sắc thọ tưởng hành thức cũng được gọi là nghĩa xứ tương ưng bát nhã ba la mật đa sâu xa. Khi ấy thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, phương tiện sâu xa vi diệu, đem các ví dụ khác về các sắc để hiển thị niết bàn, đem các ví dụ khác về các thọ tưởng hành thức để hiển thị niết bàn.